Chương trình Kết nối yêu thương do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện. Đến thăm em Phạm Kỳ Anh, học sinh lớp 7B trường Trung học cơ sở Phạm Hữu Chí, xã An Ngãi, huyện Long Điền. Một hoàn cảnh ốm đau bệnh tật. Kỳ Anh sinh ra trong gia đình không được êm ấm. Khi năm 2023, cha mẹ của em chia tay. Kỳ Anh ở với mẹ tại một phòng trọ thuộc khu vực chợ Bến, xã An Ngãi, huyện Long Điền. Mỗi ngày mẹ em, chị Lưu Mỹ Linh đi làm công nhân kiếm tiền lo cho em đến trường. Dù vất vả, nhưng Kỳ Anh luôn nỗ lực hết mình trong học tập. Ở tuổi 12, em có nhiều hoài bão, ước mơ và một tương lai tươi sáng. Thế nhưng trong những ngày hè năm 2023, Kỳ Anh thấy sức khỏe mình yếu đi, chân tay sưng phù. Mẹ em đã đưa em lên bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh thăm khám và các bác sĩ cho biết em đã bị hội chứng thận hư. Căn bệnh này nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, lâu ngày vài tháng, người bệnh sẽ phải chạy thận nhân tạo, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Hiện tại thì sức khỏe của con như thế nào rồi ha? Hiện tại thì nó đang bị phù á chị. Thì bệnh nó thì cứ em cũng không biết được, cứ hôm nào nó phù thì nó phù thôi. Hôm nào nó không đi tiểu được thì nó phù. Hôm nào nó đi tiểu được thì người nó bình thường. Trước đây thì con có biểu hiện những cái chuyện mà con phù quá lâu chưa? Phát bệnh hồi tháng 7. Cái cơ thể của con mà nó phù lên á là nó có hàng định kỳ không? Hay không, là... chị cứ có nhiều khi cái chiều nó người nó bình thường. Sáng nó ngủ dậy nó phù. Nó phù cái có khi là ban ngày nó chiều lại nó lại xẹp. Thì lúc mà nó mới vừa phát hiện là cái tinh hoàn nó to. Thì em không biết tại vì em tưởng là nó dậy thì. Nó dậy thì em cũng hỏi bạn bè em, nhưng mà bạn bè em thấy bệnh lý nó lạ quá. Nó to thì bác sĩ cũng chẩn đoán nhiều ngày lắm chị. Bác sĩ kêu là nó tụ dịch mô bì. Rồi nhưng mà tinh hoàn thì không có vấn đề, mà thận có vấn đề. Cái nằm 4 ngày bác sĩ mới xét nghiệm máu và theo dõi nước tiểu nó một tuần lễ. Thì bác sĩ cho ra quyết định là nó bị hội chứng thận hư. Rồi cứ 2 tuần lễ cho đi Sài Gòn làm cái gì. Cứ 2 tuần là lên trên đó xét nghiệm nước tiểu. Rồi có khi 2-3 tháng thì bác sĩ cho nó xét nghiệm máu. Thì nếu như không xét nghiệm nước tiểu thì nó đỡ, còn xét nghiệm máu thì nó nhiều tiền. Nhưng mà từ cái lúc mà con mà bắt đầu đi bệnh viện theo cái quá trình điều trị thì em thấy cái sức khỏe của con nó như thế nào? Nó có tiến triển không? Nó có ổn hơn mà chỉ vì là mình khó khăn không? Không chị, nó không có tiến triển, nó cũng vậy chị. Mình có chia sẻ với bác sĩ về cái điều đó để cho họ có cái hướng nào khác. Bác sĩ thì kêu nó là hiện tại nó đang bị kháng thuốc á chị. Nó, cái cơ thể của nó không có chịu thuốc đó, bây giờ bác sĩ đang đổi thuốc. Con bị bệnh sức khỏe như vậy thì ở trên trường có chia sẻ hỗ trợ cho mình không? Với lại cái hoàn cảnh của mình nó cũng đặc biệt đó. Dạ có. Hồi đó lúc mà con của em mới bệnh đó, thì ở bên nhà trường người ta cũng hỗ trợ nhiều lắm chị. Lúc đó thì em chỉ nghĩ là em xin cô giáo cho nó nghỉ học thôi. Rồi cô cũng kêu em đem cái tờ giấy bệnh cho nó vô trường để ký giấy phép. Cái nhà trường đó, nhà trường cũng đi quyên góp bên họ phụ huynh học sinh đó, cũng quyên góp được 17 triệu để cho nó có tiền nó chữa bệnh đó. Rồi nhà trường cũng kêu là cho nó nghỉ học, nhưng mà khi nào khỏe thì đi học, còn khi nào mệt thì cứ nghỉ. Làm công nhân với đồng lương ít ỏi, nhưng mỗi tháng 2 lần chị Mỹ Linh cố gắng đưa con về bệnh viện điều trị. Vậy nên công việc làm cũng không thể duy trì, vì không còn đủ điều kiện đóng tiền thuê trọ. Hơn một tháng qua, chị Mỹ Linh đã đưa con trai mình về lại nhà anh ruột ở ấp An Phước, xã An Ngãi, huyện Long Điền, xin ở nhờ để chị đi tìm công việc mới nhằm có cơ hội chữa bệnh cho con. Bệnh của Kỳ Anh những ngày qua chuyển biến nặng hơn trước, thường xuyên bị mệt, nên em tạm nghỉ học ở nhà để điều trị thuốc nam.
Trước hoàn cảnh bệnh tật của em Phạm Kỳ Anh, chương trình Kết nối yêu thương Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kính mong các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho em có cơ hội được chữa bệnh, sớm trở lại với trường, với lớp. Khi mà mình trải qua một cái chuyện buồn, gia đình hai vợ chồng không có tiếp tục được với nhau á, thì chị nghĩ tâm lý chung á, ai thì cũng vậy. Yeah. Mình đặt cái niềm tin vào con mình, yeah, đặt cái niềm vui của cuộc đời của mình, cuộc sống của mình qua cho con. Nhưng mà đùng một cái cũng con lại bị bệnh nặng như vậy, thì thật sự là ai cũng cũng sống không. Dạ thì cái lúc đó em, lúc mà con em bệnh lúc đó em chưa có đi lên mây, lúc đó em đi tiếp thị, em tiếp thị bên bánh. Cái nói chung là thời gian đó em làm cũng bấp bênh lắm chị, với lại em làm nhiều việc lắm, tại vì một mình nuôi con mà em phải lo đủ thứ. Rồi đụng cái nó bệnh như vậy á, em cũng sốc lắm, tại vì bình thường là đi làm thì mức lương nó chỉ hai mẹ con chỉ đủ sống thôi. À, bây giờ nó bệnh vậy, tiền thuốc nhiều thứ, lúc đó em cũng suy sụp lắm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, nếu như mà bây giờ nó chỉ có mỗi mình em thôi, nếu như mà em sụp xuống thì ai lo cho nó đó. Nên em kệ, giờ tới đâu hay tới đó. Chắc là mình cũng phải tự trấn an bản thân mình một cái đoạn thời gian cũng. Dạ đúng rồi. Thời gian đó em cái kiểu như em suy nghĩ nhiều quá. Em thì có tiền sử bệnh tụt huyết áp. Em suy nghĩ nhiều quá, có thời gian em sắp em sợ em bị trầm cảm, em không bạn bè em rồi em cảm. Em không dám liên lạc với ai hết. Cái thời gian đó em nghĩ nếu như mà em mà có chuyện gì, lúc đó em mà chỉ có cảm sơ, em cũng sợ nữa. Em sợ em có chuyện gì không ai lo cho con hết. Tại em có nhắc tới là ngoại á, thì anh chị em rồi bên nhà ngoại á, hỗ trợ cho mình được cái gì về tinh thần, về thì, chia sẻ với mình không? Thì thời gian đó là em cũng mới ly hôn á. Em mặc cảm với bên gia đình đó chị. Em cũng không có về, thì anh chị cũng biết, nhưng mà anh chị em thì cũng nghe anh chị chỉ phụ gì đi làm thì chăm cháu phụ thôi. Thì anh chị có nói thì cứ đi làm đi, rồi ví dụ như nó đi học thì cứ về nhà anh chị ăn cơm. Con nó có biết tình trạng bệnh của con? Dạ nó có biết, em cũng dám nói nhiều với nó. Em chỉ nói ừ, ráng ăn uống thứ rồi cho con đỡ mệt đỡ phù thôi, chứ em cũng dám. Chứ lại con em được cũng tính là nó sống trong gia đình không được trọn vẹn hết chị, nên nó tự lập hết. Nó mới 6 tuổi chứ mà nó biết hết á. 6 tuổi, bây giờ nó 13 tuổi chứ bằng lứa tuổi nó người ta không biết gì đâu. Cứ nó biết tự chăm sóc bản thân, nấu nướng, ăn uống là tự mình nó lo hết. Chị cũng mong là thông qua chương trình Kết nối yêu thương hôm nay thì mọi người biết tới cái hoàn cảnh của mình, sẽ kề vai để mà chia sẻ cùng với hai mẹ con cái hành trình để tìm lại sức khỏe cho con. Thưa quý vị, hôm nay chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến ấp An Phước, xã Ngãi, huyện Long Điền để trao phần hỗ trợ của quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và các khán giả truyền hình để chia sẻ cũng như là giúp cho bé Phạm Kỳ Anh, học sinh lớp 7B, trường Trung học cơ sở Phạm Hữu Chí, có tiền để điều trị căn bệnh thận của mình. Tham gia cùng với chương trình hôm nay thì xin được giới thiệu về phía nhà trường có thầy Phạm Văn Long là phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Phạm Hữu Chí. Các hội nhóm thiện nguyện xin giới thiệu đại diện cho nhóm Phát Tâm ở thành phố Vũng Tàu, đại diện nhóm Cội Nguồn ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, đại diện trường Mầm Non Long Điền. Kỳ Anh hôm nay đến thăm con, chia sẻ với cái sức khỏe của con bây giờ, thì các cô chú, các bác, ông bà gửi phần tiền để giúp cho con điều trị bệnh, con sẽ mau khỏe mạnh để cùng với mẹ mình có cuộc sống tốt hơn nha. Bây giờ con với lại mẹ đón nhận tình cảm của mọi người, đại diện cho nhóm Phát Tâm. Cô đại diện cho quý mạnh thường quân trong và ngoài nước thì có một cái món quà để hỗ trợ cho con đi chữa bệnh. Chúc cho con được nhiều sức khỏe để cố gắng học giỏi nha con. Dạ, cảm ơn cô.
Rồi, cảm ơn chị. Tiếp theo xin mời chị Vân sẽ đại diện cho tập thể trường mầm non Long Điền. Cô đại diện cho các giáo viên ở trường mầm non Long Điền xin gửi đến con số tiền là 3 triệu đồng để hỗ trợ chi phí điều trị bệnh của con. Chúc con nhiều sức khỏe để học tập thật tốt nha. Tiếp theo xin mời phần hỗ trợ của nhóm Cội Nguồn. Cô thay mặt nhóm Cội Nguồn có gửi chúc tấm lòng yêu thương tới cho bé để cho bé nhanh chữa trị và khỏi bệnh, để cho bé học nhà giỏi hơn và cố gắng để cho phụ giúp cho ba mẹ. Cô cũng thay mặt Mini Nga vận động của các anh chị đã góp phần để ủng hộ cho bé. Và đây là phong bì của nhà hàng 88 cô. Có chút tấm lòng yêu thương gửi riêng tặng cho bé thêm để cho bé cố gắng chữa trị khỏi bệnh và cùng phụ giúp với bé mẹ. Trên tay cô đang cầm là phần hỗ trợ của các hội nhóm thiện nguyện ở gần xa, cũng như là quý vị khán giả truyền hình thông qua chương trình Kết Nối Yêu Thương biết đến hoàn cảnh của con thì cũng rất là muốn là chia sẻ với con, tiếp thêm sức mạnh để cho con có thể chiến thắng bệnh tật. Số tiền mà các mạnh thường quân gửi tới là gần 24 triệu đồng. Rồi cô gửi tới Kỳ Anh ha. Rồi hai mẹ con cố gắng nha, cùng nhau cố gắng để nỗ lực, mình cố gắng để mình vượt qua bệnh tật này. Bây giờ Kỳ Anh có muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã yêu thương mình không nè? Dạ, con cảm ơn mọi người đã giúp đỡ con. Con có mong muốn điều gì cho mẹ mình không? Dạ, con muốn mẹ con khỏe mạnh để kiếm tiền giúp chữa bệnh cho con. Mẹ cũng rất là mong con được khỏe mạnh, cho nên là mẹ sẽ cố gắng hết sức, thì Kỳ Anh cũng sẽ cố gắng đúng không, để lo cho sức khỏe của con. Thì cảm xúc của em rất là như thế nào? Cảm ơn tất cả các anh chị bên hội và đài truyền hình đã đến đây thăm hỏi gia đình hai mẹ con em. Em cũng không biết nói gì hơn, em chỉ biết cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cả nhà mình cùng cố gắng ha. Dạ. Về phía trường trung học cơ sở Phạm Hữu Chí, nơi mà Kỳ Anh đang theo học, thì tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay thì thầy Trần Văn Long, phó hiệu trưởng nhà trường, cũng sẽ có những lời chia sẻ động viên gửi đến Kỳ Anh, cũng như là cảm ơn quý mạnh thường quân đã cùng với gia đình, cùng với nhà trường chia sẻ gánh nặng và tiếp thêm sức mạnh để cho Kỳ Anh vượt qua bệnh tật. Xin mời thầy. Thì trong năm học vừa qua thì được biết hoàn cảnh của em rất là khó khăn. Khi mà nhà trường biết được hoàn cảnh như vậy thì cũng có vận động ban đại diện hội cha mẹ học sinh ở trường, vận động quý thường mạnh thường quân có những cái đợt hỗ trợ cho em, giúp em qua cái khó khăn. Trong chương trình kết nối yêu thương của đài Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay thì cũng mong muốn gửi đến lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân đã giúp đỡ cho em trong thời gian vừa qua. Thì nhà trường cũng mong muốn rằng là em sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe, cố gắng quay trở lại trường học, vì thầy cô và bạn bè cũng đang mong chờ em. Cũng rất là mong phía nhà trường sẽ tiếp tục hỗ trợ cũng như là chia sẻ với những cái khó khăn trong của gia đình, và đặc biệt là hỗ trợ phần học tập cho Kỳ Anh. Hỗ trợ cho hoàn cảnh em Phạm Kỳ Anh lớp 7B, trường trung học cơ sở Phạm Hữu Chí, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin trân trọng cảm ơn các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và hội nhóm từ thiện. Hội từ thiện vì tấm lòng thành phố Vũng Tàu 11.420.000 đồng. Nhóm Cội Nguồn xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền 2.500.000 đồng. Anh Võ Anh Tuấn 300.000 đồng. Các em Tấn Trung và Tấn Dũng thành phố Bà Rịa 400.000 đồng. Chị Lê Thị Hiền 200.000 đồng. Chị Linh Vi huyện Long Điền 400.000 đồng. Chị Ngân Nguyễn xã Phước Hưng huyện Long Điền 500.000 đồng. Chị Nguyễn Lê Trúc Quỳnh huyện Châu Đức 300.000 đồng. Cô Nguyễn Thị Bảo, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, 300.000 đồng. Chị Lưu Kim Hưng, huyện Long Điền, 500.000 đồng. Nguyễn Tấn Phát, huyện Long Điền, 200.000 đồng. Chị Hoàng Ngọc, thành phố Bà Rịa, 500.000 đồng. Cô Lê Thị Hảo, huyện Châu Đức, 300.000 đồng. Anh Võ Xuân Tân, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, 200.000 đồng. Chị Dung Anna, thành phố Bà Rịa, 200.000 đồng. Anh Điệp Bảo, thành phố Vũng Tàu, 300.000 đồng. Cô Lê Diệp, trường tiểu học Lê Thành Duy, thành phố Bà Rịa, 500.000 đồng. Chị Phạm Thị Ngọc Trâm, 200.000 đồng. Chị Kiều Mỹ, đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 300.000 đồng. Chị Mỹ Hạnh, đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 500.000 đồng. Chị Hồng Ngọc, thành phố Vũng Tàu, 500.000 đồng. Đoàn thanh niên đường ống khí Nam Công Sơn, 1.500.000 đồng. Anh Trần Mân, huyện Châu Đức, 200.000 đồng.
chị Thanh Hoa, thành phố Vũng Tàu, 500.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thu, Quỳ Đất Đỏ, 200.000 đồng. Chị Phạm Hằng, thành phố Bà Rịa, 300.000 đồng. Chị Hồng Hoa, huyện Đất Đỏ, 200.000 đồng. Cô Bùi Huyền Nga, trường mầm non Sơn Ca, thành phố Bà Rịa, 400.000 đồng. Mạnh Thường Quân giấu tên, 100.000 đồng. Nhóm Tiến Đạt, 500.000 đồng. Anh Quốc VNPT, 500.000 đồng. Em Trúc Đào, thành phố Bà Rịa, 500.000 đồng. Chị Duyên Lê, 200.000 đồng. Bé Hạ Thảo, thành phố Bà Rịa, 200.000 đồng. Cô Huyền, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Bà Rịa, 500.000 đồng. Tập thể giáo viên trường mầm non Long Điền, 3 triệu đồng. Nhóm Phát Tâm, thành phố Vũng Tàu, 4.350.000 đồng. Các mạnh thường quân do chị Mini Nga vận động, 8.200.000 đồng. Nhà hàng 88, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, 2.500.000 đồng. Chị Mai Trinh, đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 300.000 đồng. Mạnh thường quân giấu tên, 300.000 đồng. Thưa quý vị, trước tình trạng sức khỏe của Kỳ Anh thì chắc chắn rằng là gia đình của em sẽ còn cần rất nhiều kinh phí để điều trị một chặng đường rất là dài ở phía trước nữa. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng tiếp tục kêu gọi vòng tay nhân ái của quý vị hỗ trợ chia sẻ cùng với gia đình của bé. Mọi sự giúp đỡ thì xin quý vị gửi về địa chỉ em Phạm Kỳ Anh, học sinh lớp 7B, trường Trung học cơ sở Phạm Hữu Chí ở huyện Long Điền. Hoặc quý vị cũng có thể gửi về địa chỉ gia đình của em ở ấp An Phước, xã Ngãi, huyện Long Điền. Quý vị cũng có thể thông qua chương trình kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, chương trình kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được phát sóng vào lúc 16:45 thứ tư và phát lại vào lúc 9:40 thứ năm hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi và chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được sự chia sẻ đồng hành của quý mạnh thường quân dành cho các nhân vật của chương trình. Chương trình của chúng ta hôm nay đến đây xin được khép lại. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.